lô đất hai mặt tiền đường trước và sau, đất phù hợp 100%, rất thật cho chị đầu tư vào phân lô. Diện tích là ngang 32, dài 23m, giá chưa đến 47 triệu đồng một mét ngang, thuộc xã Hòa Hiệp. Mời các anh chị đón xem. Mến chào tất cả các anh chị, chào mừng anh chị đã đến với kênh Bất Động Sản Quang Linh. Bất Động Sản Quang Linh kính chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, vạn sự như ý và thành công trong cuộc sống này. Hiện tại em đang có mặt tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nếu chúng ta đi thẳng theo hướng này, 1,5 km sẽ đến tỉnh lộ 329. Và đây là vị trí của lô đất mà em muốn giới thiệu cho các anh chị trong ngày hôm nay. Diện tích của lô đất là ngang 32m, dài 23m, có hai mặt tiền đường trước và sau, đất phù hợp 100% và giá cực kỳ là rẻ, chưa đến 47 triệu trong một mét ngang. Giá nguyên lô là 1,5 tỷ các chị. Đường trước đất là đường nhựa rộng 6m, hai ô tô có thể tránh nhau thoải mái. Sau này có nhà dân các chị. Anh chị có thể nhìn ngắm lại lối chúng ta, đất gò cao ráo. Và ở khu vực này, nhà dân ở cũng khá là nhiều rồi. Giá cực kỳ là rẻ, rất hợp cho anh chị đầu tư. Đất phủ hồng 100%, giá chưa đến 47 triệu trong một mét ngang. Một mức giá cực kỳ là rẻ, rất là hiếm tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Có mặt tiền đường nhựa rộng đến 6m. Và vào trong này cũng có nhà dân ở các chị. Lô đất này các anh chị mua lên thổ cư và tách ra rất là tuyệt vời các anh chị. Chúng ta có thể tách được 6 lô, 4 lô ngang 5 và 2 lô ngang 6. Và đây là sổ hồng riêng của lô đất, có hai mặt tiền đường trước và sau. Diện tích công nhận tính sổ là 716,3 m², đất thuộc xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đường trước đất là đường nhựa rộng 6m, hai ô tô có thể tránh nhau thoải mái các chị. Và ở khu vực này, nhà cửa xây dựng cũng khá là nhiều rồi. Hiện tại chủ đang rất cần tiền nên bán một mức giá cực kỳ là rẻ, chưa đến 47 triệu trong một mét ngang. Tổng tiền nguyên lô là 1,5 tỷ cho lô đất ngang 32, dài 23m, đất phủ hồng 100% tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Các anh chị xem video, theo lô đất này phù hợp với nhu cầu đầu tư hoặc là phân lô tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Các chị gọi ngay cho em theo số điện thoại quen thuộc 0986 606 314 hoặc kết bạn Zalo số này để em có thể tư vấn cho các chị một cách nhanh chóng và chính xác nhất nhé. Em xin dừng video này tại đây. Hẹn chị các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị. Bất Động Sản Quang Linh những ký gửi nhà đất tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Các chị có nhà đất cần bán, vui lòng gửi sổ, giá, vị trí về số Zalo Bất Động Sản Quang Linh